Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Khi các thù nghịch của Giuđa và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Sơ-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon vua Assyri đem chúng tôi lên đây. Nhưng Sơ-rô-ba-bên, Giê-sua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru vua Pharosơ đã truyền bảo chúng ta. Bây giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cất, và trọn đời Siru vua Pharosơ cho đến đời Darius vua Pharosơ trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa đặng phá việc họ lo toan. Nhằm đời Asheru vừa bắt đầu lên ngôi thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Jerusalem. Qua đời Ata-xét-xe thì Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và đồng liêu của chúng viết biểu tấu lên Ata-xét-xe vua Pharosơ. Cái biểu ấy viết bằng chữ Aram và dịch ra tiếng Aram. Lại Rehum, tể tướng và Shimshai thư ký đồng viết biểu nghịch cùng Jerusalem tấu lên vua Ata-xét-xe như vậy: Rehum, tể tướng, Shimshai thư ký và các đồng liêu của họ, tức là người Dinit, người A-phạt Sa-thít, người Tạc-bê-lít, người A-phạt-sít, người A-kê-vít, người Babylon, người Su-sang, người Đê-ha-vít, người Ê-lam và dân sự khác mà Ô-náp-ba cao trọng và vang hiển đã đem qua, khiến ở trong thành Samari và trong các miền khác bên phía này sông. Này là bản sao lại của bức biểu chúng gửi tấu vua Ata-xét-xe: Các tôi tớ vua ở bên phía này sông kính tấu vua Ata-xét-xe. Tâu vua hay rõ ràng: Những người Giu-đa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Jerusalem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy nguyện vua biết rõ ràng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất dân nó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế hoặc đóng tiền mãi lộ, rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua. Vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua, đặng người ta tra khảo trong sử ký các tổ phụ vua, tất sẽ tìm thấy trong sách sử ký đó và biết rằng cái thành này vốn một cái thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua và nước. Từ thuở xưa người ta hay làm loạn ở đó, bởi cớ ấy thành này đã bị phá hoang. Chúng tôi tâu cáo vua hay rằng nếu thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất tại cớ ấy đất ở phía bên này sông sẽ chẳng còn phục vua nữa. Vua bèn giáng chiếu cho tể tướng Rehum, cho thơ ký Shimshai và cho các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên nay sông mà rằng: Nguyện các ngươi bình yên. Bức biểu các ngươi dâng tấu lên ta đã đọc ra tỏ tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lệnh ta, người ta đã tra khảo, thấy rằng từ đời xưa cái thành này có giấy loạn với các vua, và trong nó hằng có sự phản nghịch và việc ngụy đảng. Lại tại Jerusalem đã có những vua rất quyền thế quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này,
cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng? Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Rehum, thơ ký, Shimshai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giuđa tại Jerusalem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, đình, cho đến năm thứ hai đời Darius, vua Pharoser trị vì. Chương 5. Vả, tiên tri Age và tiên tri Sachari, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Giuđa tại xứ Giuđa và ở tại Jerusalem. Sorobabin, con trai của Sa-an-thi-en, và Yeshua, con trai của Yosadak, bèn trỗi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Trong lúc đó, Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu họ đến tìm dân Giuđa mà nói cùng chúng như vậy: ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đói xem các trưởng lão dân Giuđa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Darius, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. Này, bổn sao luật tờ biểu mà Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu người, tức người A-phạt-sát ở bên này sông, tấu lên vua Darius như lời sau này: chúc vua Darius thái bình mọi vẻ. Chúng tôi muốn vua hay rằng, chúng tôi có đi trong tỉnh Giuđa đến đền thờ của Đức Chúa Trời rất lớn, thấy người Giuđa xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối, sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi, và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng, ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản xuất chúng. Chúng đáp lời như vậy: chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất. Chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon là người canh đê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Nhưng năm đầu đời Siru, vua Babylon trị vì, vua Siru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng rút ra khỏi đền thờ Babylon những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem, đem về trong đền thờ Babylon. Siru giao các vật ấy cho danh Sết-ba-sa mà người lập làm quan tổng đốc, và nói với người rằng: hãy lấy các khí dụng này đi để trong đền thờ tại Jerusalem và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. Bấy giờ Sết-ba-sa này đến lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và từ lúc đó đến rày người ta đương xây cất nó, song chưa hoàn thành. Vậy bây giờ nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Babylon, xem thử thật Siru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chăng. Đoạn cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy. Chương 11. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự dồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng,
hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dù các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dù là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đã được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Tôi lại nói rằng, chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột. Nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, song như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì? Tôi nói như kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu, là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa-mách, quan tổng đốc của vua Areta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ. Chương 12. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước,
đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dù tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dạ dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sắc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi đã nên dạ dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác. Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Đã lâu nay anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn, về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm hay sao? Chương 13. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng, Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.
chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Song, tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng chứ không phải để hủy diệt. Rốt lại, hỏi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự gia thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 149. Hallelujah. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.